Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi thử cái máy bơm pump 1,5 dk này. Đây, hãng của nó đây. Pump 1,5 dk 20 nhá. Của dạng Bảo Long nhá. Bây giờ đây, chúng ta thể tiến hành cắt cái này ra. Đây nhá, chúng ta thử. Nghe chủ nhà nói là kêu, chạy kêu lắm. Nên chúng ta thử xem sao. Đấy, các bạn nghe rất là kêu, chạy kêu ào ào. Như vậy chúng ta tiến hành vặn các cái ra. Kêu như thế này thì chúng ta phải vặn các vít trước này ra xem thử như thế nào. Nếu không thì chúng ta nếu không bị bể guồng thì chúng ta phải thay bi. Đấy. Nó còn chặt lắm đó các bạn nhé. Chúng ta phải khổ ra. Bố đâu nhỉ? Đây chúng ta tiến hành đóng cái này ra. Đóng cái này xem nào. Đấy, nếu không bể guồng cũng đã thay bi các bạn này. Ừ, quá bẩn. Như vậy chúng ta có khả năng phải thay bi nhé. Thay bi thì chúng ta phải bởi vì cái đầu này không vờ này. Thường thường là guồng hay vờ nó kêu. Đấy, cầm vẫn quay vẫn nghe kêu này. Vẫn nghe nó kêu thì chúng ta sẽ tiến hành vặn ra. Ra các bạn. Đây nhá, chúng ta phải tháo hết cái này thì chúng ta bây giờ chúng ta phải tháo nắp nắp ở đằng sau này. Nắp đằng sau này và chúng ta phải tháo hết cái ở trước này. Bây giờ chúng ta muốn thay bi thì chúng ta phải tháo đâu nhỉ? Đấy, chúng ta tiến hành vặn ra. Thấy cái này thui hết các bạn ạ. Đấy, cái này chúng ta tháo ra, tháo hết cái này. Đấy. Ta phải đấy, nó đang bị nát các bạn này. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành tháo ở đằng sau này. Đấy, chỗ này ta đóng ra. Ta tháo cái này ra các bạn nhé. Hãy
Đấy, bi không còn gì các bạn. Đấy, đằng trong dây đang còn tốt này. Chúng ta lột cái này ra. Chúng ta tháo ra nhé. Đấy, thông thường đây viên này nó hỏng này, viên này ở đằng sau, nhưng mà chúng ta phải thay cả đôi nhé, thay cả cặp nhé. Đây, cái này tháo ra rồi chúng ta dùng bi này các bạn nhé, bi HTTB nhé. Các bạn làm cái gì vừa vừa thế thôi, không phải làm cái cao siêu là người ta phải xem nhiều đâu. Nói chung cụ thể nó cái gì thích các bạn làm, trong YouTube như thế, những cái mà phức tạp cầu kỳ quá thì lại họ lại không xem lắm, bởi vì cái đó thành cho thợ, những cái đơn giản này là người coi có thể làm được thì lại số đông với nhà nhiều. Các bạn nên nhỏ cho nó một lớp cái ngoài này, vô ngoài này đây. Đấy, chúng ta có thể bôi dầu vào và chúng ta tiến hành đẩy cái này vào, đẩy vào các bạn nhé, thỏ xuống nhé. Các bạn cứ đẩy nguyên gốc của nó và đóng. Đấy, như vậy là vào rồi nhé. Rồi, ta tiến hành vít vào. Đây nhá, đây là mờ các bạn nhé. Chúng ta nên quẹt một ít mờ để hôm sau về bạn nhé. Đấy, mình quẹt thế là chúng ta quẹt đây thêm 3 vít thôi, nó có 3 vít ở đằng sau này. Hôm sau có vặn ra về làm nhé. Rồi nhá, chúng ta thay xong bi rồi nhá. Chúng ta thử xem có thử êm không nhá. Đấy, êm rồi các bạn. Độ ồn nào hơn. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành lắp những cái này. Phớt thì chúng ta nên là phớt cũ của nó đây nhá. Chúng ta cũng nên thay phớt mới nhé, tùy nhé. Cái này phớt các bạn có thể thay cái dưới hoặc không thay cũng được, nhưng cái này tôi thường thay cái dưới nhiều cái đây. Hôm nay tôi không thay cái dưới nhá, cái dưới này, bởi vì nó đang còn đầy nên chúng ta phải tiến hành để thế, không cần thay lắm. Những cái nào các bạn thấy mà chưa khá chứ mòn thì các bạn có thể không thay được.
cái bên trên trên này nó rỉ này, nó bị gọi là lò xo, nó bị gần gãy đây, cho nên chúng ta thay đi. Rồi bây giờ đây là chốt ngang, ta bỏ vào. Vuông các bạn, vuông bẩn các bạn, thủ ra hết này. Đẩy vào. Và chúng ta tìm một cái ốc mới nhé. Đấy. Chúng ta vặn thêm một ốc này nhé. Chúng ta thay vào. Thì vặn. Ốc này là ốc 12 các bạn nhé. Chúng ta xịt vào. Rồi, như vậy là ok. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp đầu vào. Đấy. Chúng ta thay hết ốc mới các bạn nhé. Đấy, như vậy chúng ta đã thay xong rồi. Đây, vặn bon việc thì được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ ấy vào. Rồi chúng ta hãy thử nhé, tiến hành thử nhé. Chỗ làm sao cái này cho đúng các bạn ạ. Đấy, như vậy là ok các bạn nhé, không kêu không van này nhé, nói chung là không không ồn nào nữa. Như vậy là chúng ta thay được bộ bi rồi. Đấy thôi, đến đây cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhấn nút like và subscribe nhé. Xin chào quý vị các bạn nhé.